Rồi, xong một máy về Gia Lai nha anh em. À, máy DC-70. Máy về Trân Thành ở Gia Lai. Đây, giờ em quay đây ha. Đó. Rồi, anh trai ở ngoài Gia Lai vô tới nha anh em. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn ha. Đó, đây máy nha. Giờ em bắt đầu chạy sau, làm bảo dưỡng cho mấy anh này ha. Đây. Em mới về đem xuống nha. Thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị tiến hành làm luôn. Kế bên cũng là một chiếc Gia Lai nữa. Rồi, tiếp tục con ngày tiếp theo của máy Gia Lai này. Máy này em vệ sinh hết trơn rồi. Đây nè, đang bắt đầu thay vô mấy miếng inox mới. Tiếp tục hôm nay chương trình làm dàn chân. Đây. Rồi tiếp tục máy lột nguyên dàn chân này ra bảo dưỡng luôn. Hàng trở lại cho anh em, cái nào làm là phải bảo dưỡng lại hết cho anh em luôn nha. Mấy cái này thì chắc inox rồi. Đó, inox mới. Đó. Mới luôn. Giờ còn chờ hộp số nè, gáp xong rồi anh gáp luôn. Đây máy cây khoan, vỏ khoan mới. Đang chuẩn bị lắp vô cái máy Gia Lai nè. Tới cũng được mớ rồi. Rồi em mới vừa gáp hộp số chiếc cái này xong nha. Đang trong quá trình thử. Xong em mới vừa hoàn thành xong cái máy về Gia Lai. Đây mặt trên đây ha. Bảo dưỡng xong hết trơn luôn rồi. Rồi, máy xong rồi nha anh em, giờ chỉ có rửa là xong lên xe luôn. Đây là máy sau khi hoàn thành đây nha anh em, chút nữa em lên xe luôn ha. Rồi chào quý anh chị nha, bây giờ bắt đầu em lên máy này về Gia Lai á, thì bắt khách theo xe luôn nha. Đây. Lên hai chiếc nha, chiếc Gia Lai chiếc Đắk Lắk, về lên chiếc Gia Lai chiếc nha. Rồi, an toàn, xong. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Chúc anh em luôn dồi dào sức khỏe.